vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Trưa hôm nay bây giờ là 10 giờ 30 trưa nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang ở số 620 đường Đỗ Xuân Hợp, bên này là Phước Long B, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Hôm nay thì các bạn thấy là Sài Gòn rất là nắng ha. Sài Gòn mình là khoảng 35-36 độ, có lúc là 37 độ các bạn. Nhưng mà ở ngoài miền Trung mình đang còn nắng hơn nữa. Miền Trung có chỗ là nắng 40-42 độ các bạn ạ. Đó. Nói chung là rất là nắng luôn, đi ngoài đường là nóng rát. Nếu mà không mặc áo khoác là bỏng tay luôn các bạn ạ. Đó. Rồi, hôm nay thì Kiên qua đây để chia sẻ với các bạn một cái quán cơm sinh viên ở bên con đường Đỗ Xuân Hợp nha các bạn. Quán cơm này bán thì cũng là mười mấy 20 năm rồi. Đó, cứ bán cũng khá là lâu rồi. Nó nằm ngay cái ngã ba đường số 9 và đường Đỗ Xuân Hợp luôn. Đây, cái ngã ba đường Đỗ Xuân Hợp chạy vào đường số 9 luôn các bạn. Đây, quán cơm của chúng ta trong này này. Bây giờ thì Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng khám phá cũng như là thưởng thức quán cơm bình dân ở đây ha. Rất là nhiều món, mình mới vào mình thấy là khoảng mấy chục món luôn các bạn. Đây, Kiên mới vào cái không gian bên trong các bạn. Đây là cái tủ đồ ăn này các bạn này. Đó, trưng bày rất là nhiều món luôn các bạn. Ở đây thì Kiên sẽ kể tên một số món các bạn nhé. Đây là cơm tấm 620 này. Ở đây thì có cơm sườn cọng nướng là 50, cơm sườn nướng mật ong là 40, cơm ba dọi nướng 35, cơm sườn non nướng là 40, cơm nem nướng 35, cơm thịt kho trứng 35. Nói chung là giá thì từ 35, nếu lấy phần đặc biệt nhất là 50 các bạn. Đó, bên này là món gà này, món cá này, rồi các cái món ăn xào này, món thêm nữa các bạn. Đây các bạn, đây là chú chủ quán này. Con chào chú. Chú tên gì chú nhỉ? Tên cơm tấm 620. À, cơm tấm 620. Quán mình bán được lâu chưa chú? Chú bán được năm rưỡi rồi. Năm rưỡi à? 16 tháng. 16 tháng rồi. Chú rất là vui tính các bạn. Quán này mình nhớ là bán là mười mấy 20 năm rồi. Tại vì giờ sinh viên ở đây là mình đã ăn ở đây rồi. Mà chú bảo mới bán được mười mấy tháng là chú rất là vui tính. Đây là chú chủ cho các bạn. Đây, trong cái không gian bên trong các cô đang chuẩn bị đồ ăn nè. Đó. Ở đây thì chúng ta ngồi thì cái không gian ngồi rất là thoáng mát sạch sẽ ha. Bàn ghế rất là sạch sẽ thoáng mát. Đó. Quạt trần rất đầy đủ. Đây giờ chúng ta sang gặp cô đi chứ gặp chú. Chú vui tính quá nên là hỏi không được. Em chào chị. Rồi quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? 16 tháng à. 16 tháng hả? Ừ. Ủa chứ ngày xưa em thấy vẫn cái quán cơm đây hay là mình mới đến đây? 16 tháng luôn mà, 13 tháng. À 16 tháng thật hả? Ừ. À hình như là ngày xưa em ăn quán khác em nhầm à? Nhầm rồi đó. À. Ừ. Quán mới bán được 16 tháng. À. Ở đây là mình bán là cơm sinh viên vậy ha? Sinh viên thì khách vãng lai. À cơm tấm, cơm sinh viên là khách vãng lai, nói chung là cơm bình dân đúng không? Dạ. Dạ. Đó. Đây bên này là cái nồi canh này các bạn này. Nồi canh khổ qua và có canh chua nha các bạn. Đây có trứng ốp la, rồi mỡ hành, tóp mỡ để ăn cơm tấm. Đây, chúng ta xin cô vào bên trong kia quay cận cảnh các món cho các bạn xem nhé. Đây này, đây là món chả cá này các bạn này. Rồi trứng. Cái này là trứng chiên này. Đó. Hấp dẫn chưa? Cái này là trứng chiên, cái này là đùi gà. Cái này đùi gà gì cô? Đùi gà nướng muối ớt. Cái này đùi gà nướng mật ong. Đùi gà nướng mật ong. Trứng cuộn thịt bằm. Trứng cuộn thịt bằm. Đùi gà sốt cay. Dạ. Đùi gà sốt cay. Ở trong này nhờ cô chia sẻ một số món trong này đi ha. Cái này là gà chiên nước mắm. Gà chiên nước mắm. Sườn non nướng. Dạ. Đùi gà luộc. Dạ. Tép rim nước mắm. Dạ. Đậu que xào thịt bò. Dạ. Cái này là thịt kho trứng, dạ. Coi như là thịt kho tàu á, là nó luôn á. Dạ. Cái này là cá ngừ kho thơm. Kho thơm. Cái này là cá nục rim nước mắm. Dạ. Cá sa pha rim nước mắm. Dạ. Cá hú kho tiêu. Kho tiêu. Cá bóng kho tiêu. Kho tiêu. Cá lóc kho tiêu. Trong này là cái bên dưới. Bên dưới này cái nồi cá cái kiểu là cái kho lại. Kho lại. À cái này khách ăn là cái, từng cái thố một cơ ha. Đúng rồi.
từng thố một các bạn nhé. Và như này là rất là nhiều thố là cô đã chuẩn bị trước này. À, cô là an ninh đến khách ăn thì cô sẽ bỏ vào cô cho nó nấu sôi lên. Nó nóng lại ha. Cái này là canh chua cũng vậy. Canh chua. À. Canh chua là có đầu cá lóc, mình cá lóc đầu cá hú cũng bỏ vô đây sôi lên mới cho khách ăn. Dạ. Đó. Ở trong này cô, cái này là cá, cái này là xíu mại. Xíu mại. Cái này là sườn chua ngọt. Dạ. Sườn non thôi chua ngọt. Canh chua cá. Canh chua cá đầu cá lóc nè, canh chua đầu cá hú. Canh chua mình cá lóc. Dạ. Cái này là tàu hũ. Tàu hũ nhiều thịt. Thịt. Trên này nữa, cái này là cơm tấm à. Cái này là cơm tấm, cái này là bì. Cơm tấm là gà. Đùi gà. Đùi gà nướng mật ong. Mấy cái phần này sao cô? Cái này là phần khách đem về á. À mang về ha. Mình này xong rồi khách đem về thì mình bỏ hộp. Vậy là tổng cộng nhà mình là có khoảng bao nhiêu món cô ha? 43 món. À, 43 món à, gần 50 món đó. Yeah. Ở đây bán từ mấy giờ cô nhỉ? Từ 6:15. 6:15 sáng là có rồi. Tới 9:00 tối. 9:00 tối cả ngày luôn. Quên một tháng có nghỉ ngày nào không cô? Có, cho nhân viên một tháng nghỉ 3 ngày. À, tháng nghỉ 3 ngày. Nhưng mà không có nghỉ quá, không nghỉ bán suốt. À. Quán là bán suốt không có nghỉ. Dạ, quán là bán suốt. Đó là bán suốt. Là 6:15 sáng cho tới 9:00 tối. Ở đây mình có bán trên app gì không cô? Có bán trên app. Có app nào cô nhỉ? Không biết app nào. Bán trên app nào tặng? Rafood, con Rafood. À. Con Rafood. Ở đây cái chỉ có mỗi phần cơm sườn cộng này là 50 thôi, 50 còn lại là 3 35 là với lại 40, đó là giá bình quân ha. Dạ. Đó các bạn thấy là cái tủ đồ ăn nhà cô là cực kỳ hấp dẫn các bạn ạ. Có sườn bị chả. Đó, trên này có các cái món cô đã để sẵn trong đĩa này, rồi khách đến là chọn bắt đầu là cô sẽ hâm lại, hâm nóng lại trong bê ra nha các bạn. Dạ. Tất cả là hâm nóng lại hết. Đó, như này là cái phần ăn là thố đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem cô làm cho khách mang về nha các bạn. Đồ ăn ở đấy là thấy là cực kỳ chất lượng luôn đó. Ở đây sáng là mình nấu chuẩn bị là nguyên buổi lại phải nên bán từ 6 giờ sáng, nên phải chuẩn bị từ 6:15 sáng. Phải chuẩn bị từ 5:30 sáng. 5:30 sáng là phải dậy chuẩn bị nấu rồi. Đây bên này là cái canh thì các bạn sẽ đóng sẵn này các bạn. Đóng sẵn là để cho khách đến thì canh chua. Khách đến thì là bỏ vào hộp cho nhanh. Này mua mang về các bạn. Bây giờ cái giờ này thì cũng chưa khách đâu, mới tầm 10 11 giờ kém à. Khoảng tầm 11 rưỡi 12 giờ nhà cô mới đông các bạn. Quán nhà mình là có tên là cơm tấm 620, tại vì là nó số địa chỉ là 620 đúng không cô? 620. À, ngoài nhà mình còn có một chi nhánh nữa là cơ sở 1 nữa, là cũng ở trên đường Đỗ Xuân Hợp luôn anh ha. 607 đường gì? Nguyễn Thị Thập. À, quận 7 đúng không? À, nhà cô còn có một chi nhánh ở bên quận 7 nữa các bạn. À, bên này là chi nhánh của quận 7. À, bên kia, quận 7 là chính. À, quận 7 bán lâu rồi. Quận 7 bán lâu rồi. Đó. Quận 7 là bán chi nhánh 1, còn bên này là chi nhánh 2 của bên chi nhánh quận 7 các bạn. Nhà cô là có hai chi nhánh nè, bên quận 7. Nguyễn Thị Thập là có một chi nhánh. Thank you.
Thôi cái tủ đồ ăn này thơm quá, đang đói bụng vào đây là thơm. Đồ ăn chế biến rất là sạch sẽ, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Đây các bạn, giờ tranh thủ lúc khách chưa đông lắm thì mình ăn luôn nhé các bạn. Tôi có làm một phần canh chua cá lóc được không? Cá lóc nguồn hay là đầu? Lấy đầu đi, đầu cá lóc. Canh chua đầu cá lóc, ăn cho nó trời nóng này, ăn canh chua cho nó mát. Canh chua đầu cá lóc. Đó, khách ăn này cô bỏ xuống dưới rồi cô nấu này, nấu cho nó nóng lên này, bắt đầu này. Nấu cho nóng lên thì bắt đầu là canh chua thì phải hâm cho nóng này các bạn. Đây có sườn miếng luôn các bạn này. Sườn miếng. Sườn đó là trong bỏ trong lò quay lại, ví dụ như mình đang ngồi. Dạ, sườn đó thì đang ăn là phải quay lại. Quay lại. Dạ. Đó, cái đầu cá hơi bị to luôn đó. Rồi, mời các bạn ra bàn thưởng thức cơm trưa bình dân ở đây nhé. Đây quý vị các bạn, mình gọi một cái phần cơm canh chua đầu cá lóc nha các bạn. Đây có chả đá này, ăn lạnh này. Bây giờ mình sẽ làm cái nước mắm chấm ha. Nước mắm này đúng. Mắm chấm cá lóc. Có ớt các bạn này. Đây, ớt này. Ta ăn nhiều cho nhiều nhá. Có ớt trái nữa này. Trái này thì rất là thơm. Nói chung là đây là bán, nhà cô bán cho các cô chú lao động, sinh viên. Rồi cơm bình dân. Giá từ 35.000 đến 50.000. Đó. Đây, cái đĩa cơm của mình đây. Đĩa cơm này thì có dưa leo này. Dưa leo này các bạn này, có đồ chua này. Cái này cái đầu cá lóc này, canh chua này là cũng là 35.000 luôn, chỉ có sườn cộng mới là 50.000 thôi. Chua cái đầu rất là bự luôn mà, có 35.000 các bạn. Rồi có cái ruột của cái cá lóc đó. Cái mỡ này thì ăn nó, mỡ cá thì ăn nó sẽ tốt hơn là mỡ động vật, mỡ heo. Đó. Cái tô canh chua khá là to ha. Rồi mời các bạn nha. À, cái mỡ của nó này. Chấm luôn các bạn. Đây mời các bạn nhé. Rất là béo. Quả thơm, mỡ cá nó béo kìa. Mời các bạn. Nói chung ở Sài Gòn những quán cơm mà bình dân này khá là nhiều á. Nhưng mà quán này thì mình thấy là được cái không gian là thoáng mát này, sạch sẽ này. Làm đồ ăn nó nhìn nó sạch sẽ, chất lượng. Đường Đỗ Xuân Hợp này nó gần với các cái trường đại học, khu đại học, sinh viên rất là đông.
cái đầu to hay không? Cái đầu mình cho sang cái phần nước mắm này luôn đi. Wow. Đó. Mình ngấm nước mắm ăn mới ngon. Các bạn ở bên quận 2 hoặc là bên Thủ Đức có thể qua bên này ăn các bạn. Trung tâm thì qua đây hơi xa. Canh chua rất là vừa ăn các bạn. Canh chua nêm nếm vừa ăn. Ở đây trong này có đậu bắp, giá với lại đậu thơm, hò gai, cà chua. Cái đậu quán này rất là nhiều thịt đó. Cơm ở đây cái hạt tấm các bạn ăn nó rất là ngon. Cơm tấm hạt nó tơi, nó không có bị khô, không bị nhão các bạn. Cái thịt cá thì rất là chắc luôn. Ở đây có canh chua đầu cá hú, cá lóc hai loại. Kiên thích ăn cá lóc hơn các bạn, cá lóc nó ít mỡ hơn. Trời Sài Gòn nắng nóng này, buổi trưa là làm một cái tô canh chua này là quá tuyệt vời các bạn ha. Cái đồ chua ở đây mình thấy là làm từ đủ bào quá, đủ bào ăn nó giòn, nó chua giòn chốt. Cá lóc thì nó xương nó nhiều thì cái thịt nó ngọt. Ăn cá nhiều khi tốt hơn ăn thịt các bạn, nó không có nhiều cái mỡ xấu như là thịt. Lâu chạy xa trung tâm chia sẻ các bạn cái món quán mới. Cái quán mà nó xa trung tâm này nó mới, ít người biết. Trong trung tâm mình quay hoài quá. Cái quán này có một chi nhánh ở quận 7. Chi nhánh đó hình như mình cũng mình có ăn rồi sao á. Này là thích hợp cho các bạn độc thân này,
chưa lập gia đình, các bạn sinh viên, các cô chú lao động, các anh chị văn phòng. Như là buổi trưa mình không nấu được, ra đây mình ăn. Khá tươi ngon. Phần đầu rất là nhiều thịt các bạn. Nhà này hết đĩa cơm rồi ạ. Hết đĩa cơm mà chưa hết cá rồi. Anh hủ qua này là bao nhiêu chị ha? 10 ngàn. Đây, giờ chúng ta Kiên mới vừa thưởng thức cơm xong rồi, giờ chúng ta sẽ xem các cô làm cơm cho khách nha. Bây giờ khách bắt đầu đông rồi, xếp hàng luôn rồi. Đấy, khách ăn thì ngồi rồi này các bạn. Bàn ghế sạch sẽ. Đấy, khách ăn cô sẽ múc ra từng phần vậy các bạn. Đấy các bạn, ngoài bếp lò đây là có anh chú có chú đang nướng sườn đây này. Đó, sườn miếng rất là bự các bạn, bằng cái bàn tay luôn á. Cái này là nướng nóng luôn là xong mang vào đây ăn liền chứ ha. Rồi, sườn mình thấy là bự đó, cái này to hơn cái bàn tay đúng không ạ này. Ở đây là con thấy là đồ ăn chất lượng các bạn. Sườn nóng không ạ. Cái này sáng là chú phải nướng rồi, giờ là nướng thêm các mẻ mới đúng không? Sáng là nướng mấy mẻ rồi hả? Sáng là buổi sáng, bán buổi sáng rồi. Trưa là nướng bán buổi trưa. Thơm quá. Này nướng bao lâu là chín chú? 15 phút. Khói nghi ngút rồi các bạn. Quá chứ. Nghi ngút luôn. Khói. Này vô hai cái cây gắp dài này nướng nó vậy. Không thì nóng lắm á.
đây xem cô múc đồ ăn cho khách này các bạn này. Bây giờ là cái giờ khách đông rồi các bạn. Đây là cái đếm là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2 được sau đó là 10 người, 10 nhân viên. Đây bây giờ khách ngồi cũng là gần kín chỗ rồi đó. Rồi quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kiên cũng mới chia sẻ gửi đến quý vị các bạn cái quán cơm tấm 620 nằm ở trên số 620 đường Đỗ Xuân Hợp bên phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Bây giờ khách rất là đông ha. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Bây giờ thì khách rất là đông mà. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất là đông mà. Rồi, xin chào quý vị nhé. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.